thưa quý vị và các bạn nằm trong loạt bài về một số hoạt động lợi dụng xã hội dân sự báo nhân dân số ra ngày hôm nay đăng tải bài hai vạch trần và nghiêm trị việc lợi dụng xã hội dân sự không ngoài mục đích nào khác việc một số tổ chức phi chính phủ quốc tế đứng ra bao biện bảo vệ một số người gọi là nhà dân chủ ở Việt Nam, thực chất là tiếp tay hoạt động xuyên tạc chống phá đảng nhà nước Việt Nam, đồng thời qua đó cổ suý và khuyến khích các hoạt động này. Ở một góc độ khác, không ít nhà dân chủ với đạo đức thấp kém, lương tri đen tối đã giao giết đấu tranh dân chủ, nhân quyền, tiếp tay cho kẻ xấu để nhận tiền tài trợ và mưu đầu lợi ích cá nhân. Nội dung chi tiết mời quý vị tìm đọc trên trang 8 và trang 7. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, việc hai bệnh nhân 1012 và 1013 ở Đà Nẵng là hai ca F0 được xuất viện chỉ sau 5 ngày công bố bệnh và điều trị đã dấy lên sự băn khoăn thắc mắc của nhiều người về quy trình điều trị cách ly bệnh nhân. Đây cũng là nội dung chính bài viết trên báo Thanh niên liên quan đến việc được xuất viện khá nhanh chóng, bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, giám đốc bệnh viện Giã chiến Hòa Vang khẳng định, không bác sĩ nào đặt bút ký quyết định công nhận bệnh nhân khỏi bệnh và cho ra viện mà không từ kiến thức chuyên môn. Theo bà Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cần phân biệt hai phạm chủ bệnh nhân nhiễm F0 và F1 tiếp xúc gần. Theo đó F1 sẽ căn cứ vào thời gian ủ bệnh phải theo dõi từ 2 đến 14 ngày, còn khi các bệnh xác nhận dương tính là F0 thì căn cứ vào hướng dẫn phác đồ điều trị mới nhất Đối với các bệnh dương tính của Bộ Y tế trên cơ sở xét nghiệm khoa học, các tiêu chuẩn xuất viện và tiêu chuẩn sau xuất viện đối với bệnh nhân tại Đà Nẵng vẫn bảo đảm theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong thời kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến xuất khẩu như hiện nay thì nhà nước kêu gọi doanh nghiệp quan tâm đến thị trường nội địa, nhưng việc đẩy mạnh thị trường nội địa không phải đơn giản là việc có thể làm một sớm một chiều, đừng để mất rồi tiếc là nội dung bài viết trên báo diễn đàn doanh nghiệp theo một số chuyên gia kinh tế thì việc đẩy mạnh thị trường nội địa là cần thiết mà giải pháp tốt nhất là bằng chuỗi tiện ích cho người tiêu dùng làm càng sớm càng tốt nếu không được thì tự mình đẩy mình ra khỏi thị trường một khi đã bị người khác khóa chặt thị trường thị trường trong nước phải được coi là hậu phương vững chắc để hàng việt chinh chiến thế giới ai chiếm được tình cảm của người tiêu dùng sẽ thắng Báo Lao động số ra ngày hôm nay nêu thông tin, đêm ngày 27 tháng 8, 62 địa phương trên cả nước đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Điểm trung bình của hai môn tiếng Anh lịch sử tiếp tục đội sổ. Điểm thi đã phản ánh phần nào chất lượng dạy học trong nhà trường phổ thông. Đây là bài toán đặt ra để ngành giáo dục phải có giải pháp căn cơ nâng cao chất lượng giảng dạy của hai môn học này, đặc biệt khi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Sau khi công bố điểm thi các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm của các tổ hợp, trong đó điểm trung bình đều tăng mạnh, dự báo điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay sẽ tăng. Thưa quý vị, đã thành truyền thống lễ Vu Lan rằm tháng 7 hàng năm là dịp để người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng thường đến các cơ sở thờ tự làm lễ, tăng cường phòng chống dịch ở cơ sở thờ tự là nhan đề bài viết trên báo Hà Nội mới. Năm nay lễ Vu Lan báo hiếu diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhiều cơ sở thờ tự trên địa bàn Hà Nội đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng nhưng vẫn giữ vẹn nguyên tính hướng thiện, an lành của mùa lễ nhiều ý nghĩa. Nội dung chi tiết mời quý vị đón đọc trên trang 3. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật.